Chào mừng tất cả các bạn đến với chuỗi video về làm thế nào để học tốt môn quản trị tài chính. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn là hệ thống các dạng bài tập thường gặp trong môn quản trị tài chính. Và mình là Hà, thuộc chuyên ngành huyền toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và môn quản trị tài chính thì nhìn chung thì có gồm 7 chương, và mỗi chương thì có các dạng bài tập khác nhau. Và mình sẽ chia thành 5 dạng cơ bản. Đầu tiên, dạng 1 là tính giá trị thời gian của tiền. Dạng này thì bao gồm tính giá trị thời gian của một món tiền đơn và giá trị của một chuỗi tiền tệ. Sang dạng thứ 2 là lập các báo cáo tài chính. Ở dạng bài tập này thì đề sẽ có các câu hỏi nhỏ, ví dụ như là tính các loại thuế như là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp. Đến tiếp theo là lập các bảng cân đối kế toán đầu kỳ và cuối kỳ, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển dòng tiền của doanh nghiệp. Đối với dạng thứ 3 là phân tích tài chính doanh nghiệp, ở dạng này thì chúng ta cần tập trung và phải biết được cách tính của 4 nhóm chỉ tiêu điển hình, đó là nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động, nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Tiếp theo là sang dạng thứ 4 về cơ cấu vốn và chi phí vốn. Và phần này thì đề sẽ hay hỏi về chi phí của các loại vốn của doanh nghiệp và tính toán các loại chi phí để đầu tư vào các dự án sao cho đạt hiệu quả nhất. Về dạng cuối cùng là dạng quản lý tài sản doanh nghiệp, bao gồm quản lý hàng tồn kho và quản lý tiền mặt. Và câu hỏi đặt ra là hàng tồn kho của doanh nghiệp bao nhiêu là hợp lý, và lượng dự trữ tiền mặt của doanh nghiệp có phải càng nhiều càng tốt hay không. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thắc mắc thì hãy comment ở phía dưới và tag các bạn. Và chúng mình thì có góc ôn thi là share nơi chia sẻ kiến thức và các thông tin hữu ích cho sinh viên. Và cảm ơn các bạn.